Chào cả nhà thân mến, đã trở lại với kênh của Úc Ngọc nha. Úc Ngọc kính chúc cả nhà thật nhiều sức khỏe. Và hôm nay Úc Ngọc muốn đưa đến cho cả nhà một video, đó là về một ngôi chùa cũng rất là nổi tiếng ở An Giang mình. Và nó là nằm trong một trong 37 ngọn núi kỳ lạ nhất của An Giang. Và giờ đây Úc Ngọc xin giới thiệu, đó là chùa Núi Nổi. Và đây là đoạn đường mà cả nhà sẽ vào chùa Núi Nổi nha. Hiện tại thì Úc Ngọc đã chạy từ vào đây nè cả nhà. Đó là Phù Sơn Tự. Và bây giờ Úc Ngọc sẽ di chuyển vào bên trong chùa và sẽ quay lại quang cảnh của chùa cho cả nhà mình xem nhé. Là gần tới chùa nè cả nhà. Úc Ngọc sẽ tìm nơi mình giữ xe và bắt đầu di chuyển vào chùa nha. Hầu như là hôm nay người dân đến cúng bái rất là đông luôn á. Úc Ngọc thấy xe rất là nhiều nha. Rồi, sau khi mà Úc Ngọc đã gửi xe xong thì Úc Ngọc sẽ di chuyển vào bên trong chùa nha cả nhà. À, bên đường thì người ta có bán đồ nữa nè. Vô chùa xa không? Và đây cũng là lần đầu tiên một Ngọc có duyên đến chùa. Thì theo Ngọc cũng tìm hiểu Núi Nổi thì có một cái tên Hán tự. Ở chùa Núi Nổi có một cái tên Hán tự, đó là Phù Sơn Tự. Thì một cái điểm đặc biệt ở nơi đây và linh thiêng, phải gọi là rất là linh thiêng nha cả nhà. Đó là về một cái mẫu chuyện là Núi Nổi. Thời vào cũng khá lâu á, khá lâu, từ lúc trước thời ông bà của mình á, thì mực nước ở sông Cửu Long dâng lên rất là cao, nhưng mà chỉ có riêng cái ngọn núi nó cao nhất thôi mà không bao giờ mà kiểu nước nó dâng lên được, bởi vì người ta gọi là Núi Nổi. Và sau này có sự linh thiêng đó nên người ta gặp lập cái chùa. Và sau khi mà cả nhà đi vào trong cửa chùa, cả nhà sẽ thấy bảng Nam Mô A Di Đà Phật và di tích cách mạng và thắng cảnh và Núi Nổi Phù Sơn Tự. Úc Ngọc xin tiếp tục cái mẫu chuyện, đó là về chùa nha. Thì lúc trước mà sau khi thấy cái điều lạ kỳ cái Núi Nổi này á, thì có một số người dân người ta đến kiểu như là người ta xin á, và những cái điều đó nó linh thiêng lên nên người ta lập cái chùa ở trên núi đây. Cả nhà cũng thấy khi mà cả nhà bước vào á, cổng á, thì cả nhà sẽ thấy đó là tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và đầu thuyền Bát Nhã. Người dân ta đến cũng rất là đông nha cả nhà. Sau tượng mẹ thì có cây bồ đề rất là cao lớn. Và cái bồ đề này thì cũng hơn 100 tuổi đó cả nhà. Những cây kia này là cây cổ thụ luôn á. Và bên đây là di tích lịch sử cách mạng. Đây có lưu tâm bạn. Lịch sử cách mạng.
Hồi trước ngôi chùa này thì chỉ làm bằng lá cây, đại khái là như vậy. Và đến năm 1938 thì người dân ở địa phương cùng chung sức quyên góp để trang hoàng lại chùa. Và đây là chánh điện nè cả nhà. Sau cây bồ đề cổ thụ mà Út Ngọc đã cho cả nhà mình xem đó, thì đó là tượng của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Ngài đang tọa thiền dưới thân cây bồ đề. Ở nơi đây, ở trước chánh điện thì cả nhà cũng thấy là khi mình bước vào á, là sẽ có rất là nhiều cây cổ thụ nha. Và người ta có in trên sau cây cổ thụ là trồng từ năm 1885, vậy là hơn rất là lâu rồi đó, khá lâu rồi. Trước chánh điện thì có thờ mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát và Đức Ngọc Hoàng Vô Cực Đại Thiên Tôn. Cả nhà mình nhìn thấy rất là trang nghiêm phải không? Giờ thì Ngọc sẽ xin di chuyển vào trong chánh điện nha. Xong rồi, bó tay xong rồi. Vị quan Bồ Tát Quan Thù Sư Lợi. Trên trần nhà thì cả nhà, trên trần của ngôi chùa thì cả nhà cũng thấy đó là mọi chuyện về Đức Phật Thích Ca Mâu Ni.
Sao chánh điện thì còn nữa hay gì cả nha ơi. Bây giờ Út Ngọc xin di chuyển qua ra ngoài trước để Út Ngọc quay tiếp tục nha. Sau khi mà từ chánh điện Út Ngọc đi qua thì bên này đó là miếu nha cả nhà. Đây là di tích nha cả nhà. Nơi đây thì cũng là nơi mà tạo cái sự linh thiêng cúng bái trong những cái lần đầu tiên để tạo nên cái gọi là tin tưởng của người dân. Và đây là miếu đây cả nhà. Từ ngôi miếu như thế này mới tạo thành một ngôi chùa như hiện tại. Và nơi mà Út Ngọc đã quay cho cả nhà đó là ngôi chùa Chánh. Đây. Rất là cổ xưa nha cả nhà. Cảm giác khi mà Út Ngọc trở về nơi đây cũng như là có nhân viên đến á, thì cả Út Ngọc cảm thấy rất là lòng rất là hân hoan. Út Ngọc xin di chuyển ra bên ngoài. Thì Út Ngọc đi cũng trong những cái dịp Tết nên chùa có tạo những cái khung cảnh như là cổ xưa cho mình để mà mình gieo duyên cũng như là tìm bình an. Đây, cả nhà thấy thỉnh lộc đầu năm, cúng tam tai, cái khung cảnh rất là xưa nha cả nhà. Mỗi cái quầy như vậy là mình cúng sao chẳng hạn. Cả nhà cảm thấy rất là vui đúng không? Ở đây cũng là một ngôi miếu, đó là cúng mẹ, cung điện của mẹ Dư Trì Kim Mẫu. Ở dưới bên tay trái của Ngọc khi nhìn qua thì cũng có một cái chợ tốt đó. Bây giờ mình đi chuyển đi, di chuyển tiếp tục. Và sau khi mà Út Ngọc đã quay cho cả nhà xem cái cận cảnh của ngôi chùa Chánh thì sau đây ở ngôi chùa Chánh Điện thì sau đây đó là ngôi chùa tiếp tục xây cất sau này, cũng là chùa Cù Sơn Tự. Nơi đây là ngôi chùa mới nha cả nhà. Chùa rất là đẹp và lớn. Bây giờ mình vào tham quan ngôi chùa mới nha. Chùa Cù Sơn Tự. Có cái bảng để dép nha cả nhà chú ý nha. Trước chánh điện thì có thờ và tượng của Di Lặc Bồ Tát. Cả nhà vào chùa có để ý những cái cột như thế này không? Luôn có chữ Hán tự và có những cái ý nghĩa rất là thâm sâu. Wow, rất là đẹp luôn nha cả nhà yêu. Cái nhà nhỏ khi vào chùa thì mình luôn để ý với các bạn nhỏ nhỏ này nha, tại vì luôn nhắc nhở cho mình này kia. Trên trần nhà thì luôn có những kiểu như là hình vẽ của
cuộc đời Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Thường Tết mà cả nhà đi chùa rất là kiểu rất là may mắn nha cả nhà, may mắn và bình an đến với gia đình của mình. Và đây là chánh điện rất là đẹp luôn. Đây là trước chánh điện của chùa mới Phù Sơn Tự. Đẹp quá, chùa mới đẹp quá. Là ngoài sau của chánh điện nè cả nhà. Thì giờ có thờ tượng mẹ Quan Thế Âm Bồ Tát. Và xung quanh đó là những cái ghế ngồi. Đẹp quá. Tết nên có bình hoa, hoa mai rất là lớn nha. Nơi này thì thờ các vị sư, các vị tăng. Và đó là một dòng của điện mới nha cả nhà.
ngôi chùa mới. Rất vui. Úc Ngọc xin tính di chuyển đi chỗ khác rồi, nhưng mà khi mà sau khi mà nhìn bên bên phải của mình á thì Úc Ngọc có thấy như thế này, hình như là chùa, hình như là tính xây cất thêm nó gì cả nhà ơi. Khi mình đứng đây mình nhìn xuống thì có những nơi đang xây, có những nơi đã xây xong những cái tòa tháp cũng như là thờ, rất là nhiều tượng, và hình như là mở rộng ra thêm một số nơi để thờ phượng. Và cái quan trọng nữa đó là hình như là chuẩn bị xây tượng của Đức Phật A Di Đà. Là cả nhà cũng thấy đó là đang trong quá trình xây dựng. Chùa bây giờ đã khang trang hơn rất là nhiều, và ngôi chùa chỉ cao không, hình như là ngọn núi, núi thì chỉ cao tầm có 10 mét thôi cả nhà. Và cái chu vi diện tích thì hơn 300 mét, nên cũng khá là rộng. Và bây giờ chùa cũng đã mở ra rất là nhiều quang cảnh, cũng như là cho các Phật tử, người dân đến cúng bái, đại khái là đến tham quan và kính viếng vào những ngày dịp đến hoặc là lễ chẳng hạn. Trước mặt cả nhà đó là ngôi chùa chánh, ngôi chùa cổ. Vậy đây Úc Ngọc xin di chuyển xung quanh, chúng ta sẽ tham quan cái khung cảnh của cái làng, phải gọi là làng Tết nha cả nhà. Bây giờ thì Úc Ngọc sẽ di chuyển qua bên nơi mà chùa đang cũng như là xây dựng cất lên để tham quan cái Tết đó cả nhà. Bên hông của chùa chánh nha, cái chùa mới xây á. Đi ngay dịp Tết nên kiểu cảm giác như là mình được du xuân tại chùa. Và nơi đây có tấm bảng là để chương trình đại lễ nè, lễ Vu Lan nha. Và những cái khóa tu đại khái là gì? Rồi bây giờ mình đi mừng xuân Di Lặc nha. Đẹp quá. Cái kiểu người ta xây dựng lại, người ta mô phỏng lại cái Tết xưa á cả nhà. Nên nhìn gì cũng là lá chanh. Và Úc Ngọc rất thích cái khúc này nha. Tôi dễ xưa. Giờ mua tiền không? Úc Ngọc đang sưu tầm cái bộ này nè cả nhà. Thích lắm luôn. Đây là khung cảnh của gian bếp xưa nha cả nhà, gian bếp Tết ngày xưa. Bây giờ thì cũng có nhưng mà hầu như rất là hiếm. Nồi nấu bánh chưng. Cái phong cho mình chụp hình làm rất là hoành tráng luôn, đúng bài. Ông ngọ không? Chúng ta sẽ đi vào xuân. Ơi cái cổng ở đằng đó mà Úc Ngọc đi, cái cổng phụ. Cái này gọi là gì ta? Cái dốc gì? Kiểu là cái đấy giống như là cái gì đó. Đây là cái phong xưa tạo lại cái cảnh cho mình chụp ảnh nha cả nhà, khi cả nhà đến chùa. Rất là đẹp luôn á.
Ờ, vẫn không quên là trưng bày các tượng Phật. Tượng Phật Di Lặc. Cố gắng tu để gặp ổng. Đây, thuyền. Thuyền rất là dễ thương nha cả nhà. Một xíu. Có chỗ ngồi cho mình là thấy ghê không? Làm rất là chi tiết luôn nha. Mô phỏng này rất là chi tiết, khoan. Làm chi tiết ghê. Nhà này nhà thiệt không? Mình lên được không? Được. Khi cả nhà đi một hai vòng thì chúng ta sẽ thấy những cái tảng đá này sẽ nhắc cho chúng ta niệm Phật nha cả nhà. Nên niệm Phật thường xuyên cả nhà ơi. Và đây là nhà gọi là sao ta? Nhà sàn ha. Ở bên trong đó là tượng của các vị Bồ Tát Tam Thánh Tây Phương. Cũng giống như ngôi nhà này diễn tả lại cái khung cảnh xưa. Trước thì có hồ sen. Đi rồi. Ở này chị quay về làm vlog rồi chị. Kênh gì chị? Út Ngọc miền Tây. Kênh gì chị? Út Ngọc miền Tây. Kiểu như mô phỏng lại rất là chân thực. Rồi ok. Hầu như là hết. Rất là vui nha. Quang cảnh ở đây rất là vui đúng không? Vừa được cúng bái xong thì chúng ta sẽ được tham quan cái khung cảnh của những ngày Tết. Rất là đẹp. Và đó là một vòng của chợ Tết nha cả nhà. À, và đó là toàn bộ khung cảnh của Phù Sơn Tự, còn được gọi là chùa Núi Nổi. Giờ đây Út Ngọc xin kết thúc video. Kính chúc cả nhà một năm mới thật an lành và nhiều niềm vui may mắn trong cuộc sống năm tới và nhiều năm nữa. Giờ đây Út Ngọc xin kết thúc video. Xin chào và hẹn gặp lại những video đợt sau.